ăn không? Muốn ăn không? À, giỏi quá. Đúng là mùi. Gì đấy? Đúng là mùi, nó vừa ăn này, chị đút cho nó ăn này. Hơ. Thôi, hoan hô, nào. Thể hiện đấy. Đồ thể hiện. Để xem bạn làm nhanh hơn nào. Anh nhanh hơn. Thôi bạn bún thôi đi. Ừ. Ăn. Nào, há mồm ra. Nào. Đây. Thua. Cơm bác Phương bút ngon hơn nhờ con nhờ. Chị ơi, chị. Từ chối nhiều. Sushi cảm ơn con. Em muốn ăn này, con nhìn đây. Con nhìn đây này. Con thấy em muốn ăn như thế cơ mà. Con thấy chưa? Em muốn ăn bụng tại chưa? Bình thường thôi. Không có thịt nữa rồi, hết rồi, lên cơm xong rồi. Hết thịt rồi. Không, con chưa, con đã ăn xong không được nữa. Em muốn ăn xong rồi. Em muốn ăn xong rồi, còn con thì chưa ăn xong. Trong lúc ăn không nhỉ? Tại vì em ăn xong rồi. Em muốn ăn này. Nhưng mà em ăn xong rồi. Này, con nhìn đây này. Đấy, ồ ôi, thấy chưa? Thôi. Con ăn. Con ăn không? Con ăn không? Em muốn ăn này. Không ăn là hết. Sống một cái thời đại này không một cái gì ăn đâu. Không ăn em bố đằng hết nhá. Chị Phương sẽ nói tới cơ của chị Phương. Thật, chị như thế đấy. Khổ hơn bạn lắm. Happy New Year! Chào mừng mọi người đến với vlog đầu tiên của năm 2023 của nhà mình. Hôm nay thì là mùng 2 tháng 1 rồi, hôm qua mùng 1 cả nhà mình cũng kiểu chỉ tổ chức đi ăn, đi chơi các thứ thôi, không có gì đặc biệt cả. Hôm nay là mùng 2 thứ 2, vợ chồng mình được nghỉ bù vì là mùng 1 thì rơi vào Chủ nhật. Thế nhưng mà trường của Sushi vì đã đóng cửa cả một cái tuần cuối năm, thế cho nên là hôm nay đã mở cửa đi học bình thường. Thành ra sáng nay thì bọn mình đã gửi được Sushi đi học, xong rồi bọn mình đã đi ăn trưa rồi đi mua thêm một ít đồ để được tới mang về Việt Nam. Năm là mẹ con mình với lại cả dì của Sushi sẽ bay về Việt Nam trước, còn chồng mình thì tuần sau mới đi. Nên là vlog lần này thì sẽ là bọn mình pack đồ rồi chuẩn bị cho chuyến đi về với quê hương sau 4 năm. Tranh thủ con đi học, trốn con đi date. Trời mà sáng hơn một tí nữa thì có phải đẹp không? Cái ghi đúng tên, xong cái kia ghi sai tên. Rồi cả hai vợ chồng mình mới lại cùng đi đón con. Sushi kiểu sung sướng thì nó chạy vọt ra khỏi cửa lớp để đón bố mẹ luôn. Bây giờ thì cả nhà mình đang ở Costco để mua nốt một vài thứ. Thế xong rồi sẽ đi ăn tối. Yummy. Ngày mai là lại phải quay lại đi làm rồi. Mặc dù là mình chỉ đi làm thêm có vài ngày nữa thôi, xong rồi thì mình ở Việt Nam và mình sẽ ở Việt Nam chơi trọn 3 tuần luôn. Nhưng mà nha, kiểu liên tục ý, ngày lễ Noel này, xong rồi nguyên một tuần Sushi ở nhà. Mặc dù là mình vẫn phải làm nhưng mà
vì là kiểu cái khoảng cuối thời gian cuối năm ấy cũng không quá là bận ấy, nên là kiểu cũng chiêu chiêu thôi. Thế xong rồi đấy nghỉ long weekend 3 ngày, quay lại đi làm được vài hôm và chuẩn bị về nhà nghỉ 3 tuần luôn. Mình nghĩ là đến cuối tháng mà quay lại đây đi làm chắc kiểu bị sốc văn hóa mất. Nhưng mà thôi, kiểu gì thì cũng phải làm quen thôi. Đợt này bọn mình về thì sẽ được đặt ăn Tết ở nhà. Lần cuối mà mình về Việt Nam ăn Tết là từ 2015. Đấy là ngay trước cái mùa mà mình tốt nghiệp. Thì mình đã tranh thủ về nhà được 3 tháng và được ăn Tết ở nhà. Tức là đến bây giờ là 8 năm rồi, 8 năm rồi mới được ăn Tết ở nhà. Cảm thấy rất là kiểu hồi hộp ý. Bình thường những cái lần trước mình về ấy, thì mình chỉ thấy kiểu gọi là kiểu háo hức, rất là mong được về. Lần này được về sau 4 năm, kể từ cái lúc mà đặt vé cho đến khoảng cách đây độ khoảng 2-3 tuần gì đấy thì vẫn cảm thấy rất là háo hức, kiểu rất là mong. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có vài ngày nữa ấy, là bay rồi ấy, thì kiểu thấy hồi hộp và thấy có một chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên mà Sushi về Việt Nam. Sushi đã từng bay một cái chuyến bay dài là từ đây đi Hawaii, và cái chuyến bay đấy cũng khoảng 10 tiếng, khá là dài rồi. Nhưng mà cái chuyến bay lần này, chuyến dài nhất, mình nhớ chuyến bay dài nhất của mình đâu 12, 13 tiếng gì đấy. Thế xong rồi bọn mình còn phải transit ở Hàn, mất 2-3 tiếng, sau đó thì từ Hàn bay về cũng 5-6 tiếng gì đó thì mới về đến nhà. Nói chung là kiểu đi liên tục, di chuyển liên tục trong cỡ khoảng một ngày, kiểu 24 tiếng ý. Nên là thấy cũng hơi kiểu hồi hộp lo lắng, không biết là con sẽ kiểu phản ứng như thế nào, nó có mệt, có chán không ý. Vì thật sự là bọn mình bây giờ Sushi kiểu lớn rồi thì nó cũng quen với lại cả một cái môi trường lúc nào nó cũng kiểu trẻ con, mà nó phải active, nó phải kiểu chạy nhảy các thứ ấy. Ở trên máy bay nó rất là kiểu gò bó ấy. Giỏi lắm thì nó chỉ có thể đi dọc được cái đường kiểu đi lại trên máy bay thôi, mà cũng chỉ được một tí thôi. Mình cũng đã kiểu chuẩn bị iPad rồi kiểu download video cho con rồi, nhưng mà cũng thật sự là kiểu cũng không muốn là kiểu nó cứ ngồi, nó kiểu cứ xem suốt kiểu cả bao nhiêu tiếng như thế trên máy bay ấy. Nên là kiểu bây giờ thực sự là kiểu cảm thấy hơi hồi hộp. Dì mua cho con cái mũ gì ấy nhở? Good morning. Là sáng thứ tư rồi, mình vừa mới cho Sushi đi học về xong. Giờ thì mình sẽ phải tranh thủ làm việc một lúc. Thế xong lát nữa đến giờ trưa thì mình sẽ lại xếp nốt vali. Đêm ngày hôm qua thì hai vợ chồng mình đã thức để sắp xong một cái vali to cho mình cầm về. Sắp luôn một cái vali to đợt tới chồng mình sẽ cầm. Bây giờ chỉ còn một ít đồ mà mình sẽ cho vào vali xách tay thôi. Kiểu skincare các kiểu thì mình muốn là mình dùng xong rồi thì mình mới cho vào ấy. Bạn chả đánh răng các thứ nữa. Chiều tối ngày hôm nay thì bọn mình sẽ qua nhà em gái mình ngủ lại ở đấy, vì là sáng ngày mai bọn mình sẽ đi shuttle từ Chinatown để lên thẳng sân bay ở trên New York. Mà Chinatown thì gần nhà em mình hơn ý, thế nên là để qua đấy ở thì bọn mình sẽ đỡ phải dậy sớm. Thế cho mọi người xem, đây là vali đồ mình đang xếp giờ. Mấy con mèo nhà mình nuôi từ bé nên là rất là bám người ấy. Chúng nó cũng rất là biết luôn ý. Mỗi lần mà bọn mình chuẩn bị đi đâu ấy là chúng nó rất là hay kiểu mon men lại, xong rồi hay nằm đè lên trên vali, hoặc là kiểu chui cả vào trong ấy, như kiểu là không muốn cho đi ấy.